Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa liệt quý vị, hôm nay Thầy xin giảng cho các vị nghe một đề tài không có gì thích thú. Đề tài không có gì thích thú, các vị có thích nghe không? Sao cười hả? Nghe lạ quá phải không? Ha, nhưng mà các vị sẽ thích thú với đề tài không có gì thích thú này. Giáo nghĩa này chúng ta y cứ vào Kinh Trung Bộ, bài kinh số 74, Kinh Trường Trảo. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn của chúng ta đang ở tại thành Vương Xá, núi Đinh Thú. Có một vị du sĩ ngoại đạo đỡ móng tay dài, người ta mệnh danh là Trường Trảo. Vị Trường Trảo này đến chỗ Đức Thế Tôn. Sau vài lời vấn hỏi, ông ta đứng sang một bên và ông nói với Đức Thế Tôn như sau: Tôn giả Gotama, tôi có một lý thuyết, tôi có một cái tri kiến như sau, tất cả đều không làm cho tôi thích thú. Các vị nghe rõ không? Vị Trường Trảo này khẳng định rằng tôi có một lý thuyết, tôi có một tri kiến, đó là tất cả đều không có gì thích thú, tất cả đều không có làm cho tôi thích thú. Lúc bây giờ Thế Tôn mới nói: Thế thì ông có yêu thích tri kiến không có gì thích thú đó không? Câu hỏi thật là hay phải không thưa quý vị? Khi chúng ta nói rằng không có gì làm cho chúng ta thích thú, vậy thì chúng ta có yêu thích cái ý nghĩ không thích thú đó hay không? Hiểu chưa hả? Cho nên vô tình chúng ta phủ nhận sự thích thú của mình ở tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng chúng ta lại quá say đắm và bảo thủ ở trong ý nghĩ phủ nhận đó. Thấy không hả? Đó, tu tập chúng ta quán chiếu như vậy, thấy như vậy. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn hỏi vị Trường Trảo như thế. Vị Trường Trảo nói rằng á, nếu như cái tri kiến ấy mà làm cho tôi thích thú, Thời đây cũng như vậy. Tại vì ông nói này nghe, tại vì cái tri kiến đó mà làm cho ông thích thú thì ông chấp nhận nó, ông cũng sẽ thuận theo nó. Vậy thì thưa quý vị, lúc đó Đức Thế Tôn mới nói lời như sau: ở trong cuộc đời này, nếu như có một cái số đông người đưa ra một loại tri kiến và số đông người đó thích thú cái loại tri kiến đó, thích thú ở trong cái hành động đó, trong suy nghĩ đó, trong việc làm đó, thì tự nhiên sẽ có nhiều người họ sẽ không có rời bỏ cái tri kiến đó, không rời bỏ kiến thức đó. Cho nên họ không những là chấp nhận nó, tiếp nối và còn truyền trao nữa. Ngược lại thì sao? Ngược lại thì nếu như ai đó đưa ra một loại tri kiến mà có số ít người lắm mới chấp nhận, không có thuyết phục được ai nghe hết, thì sao? Thì ngay bản thân người đó, họ cũng có xu hướng là từ bỏ tri kiến đó. Đừng nói chi là người nghe và tri kiến đó họ không thích, tự nhiên họ sẽ bỏ không dùng. Đúng vậy không thưa quý vị? À, ví dụ như thế này, mỗi mùa Phật đản Vu Lan, lúc bây giờ có nhiều tu sĩ Phật giáo của chúng ta nói rằng á, là cái chùa đó là bao nhiêu ngàn người tới tham dự. Lễ Phật đản vừa rồi là mấy ngàn người tới tham dự. Lúc đó
bản thân thầy mới đến vùng này á, thấy ngạc nhiên quá. Thầy nói rằng mấy ngàn người đã làm gì? Rồi mới 100 người thì sao? Sao không chú trọng tới chất lượng và nội dung của số lượng đó? Chỉ có chú trọng tới con số đã làm gì? Nhưng thưa quý vị, những điều này các vị nghe nhang nhác các cái chùa. Và thấy cái chùa nào mà đông người, thấy cái chùa nào á mà nhiều người tới, chúng ta cứ nghĩ rằng á, họ có gì hay ho trong đó. Nhưng thực ra trong đó là một loại kiến chấp về cái gì? Về một cái lĩnh vực nào đó. Các vị chấp nhận điều này không? Vậy thì thưa quý vị, ví dụ như một cái ngôi chùa cúng kính thường xuyên và phục vụ tang ma để giúp đỡ cho nhiều Phật tử khi có hữu sự gia đình, thì lúc đó họ đi gửi tro cốt, họ tới chùa để họ lễ Phật cầu phước, để họ siêu độ cho ông bà cha mẹ của họ. Và nếu như một cái ngôi chùa làm cái việc đó nhiều chục năm thì bắt đầu á là nhiều người họ sẽ tưởng nhớ, và nhân cái lễ Vu Lan hay là Phật Đản họ kéo tới rất đông. Đó là chuyện thường tình, phải không ạ? Nhưng mà ở trong đó họ có tu học hay không? Họ không muốn tu đâu nghe. Họ tới, họ lễ, họ cúng chút xíu, họ đi là xong. Như vậy thì cái chất lượng giải thoát nó có trong đó hay không? Tại sao chúng ta không có để ý tới chỗ đó, mà chúng ta chỉ để ý rằng là đông người, rồi hay là tuổi già hay là tuổi trẻ? Già trẻ gì liên can chuyện tu hành? Quan trọng là tu hay không chứ sao lại nói già với trẻ? Muốn nói trẻ tu tốt hơn già, hay là già tu già là phớ bỏ sao? Chúng ta hiểu như vậy hoàn toàn sai, nó thuộc về một cái loại tri kiến, mà chúng ta đường nào cũng quanh quẩn ở trong một mớ tri kiến đó, hoặc kiểu này hoặc kiểu kia. Lúc bây giờ Thế Tôn mới nói với Trường Trảo rằng: này Trường Trảo, ở trong thế gian này á, thường nó có 3 cái loại tri kiến. Đó là gì? Đó là có người cho rằng tất cả đều làm cho tôi thích thú. Có người thì lại nói tất cả đều không làm cho tôi thích thú. Có người lại nói là một phần làm cho tôi thích thú, một phần không làm cho tôi thích thú. Cái đúng vậy không? Chỉ 3 thôi. Chỉ 3 lĩnh vực ra thôi. Hoặc là thích, hoặc là không thích, hoặc là nửa thích nửa không, hay là có phần thích, có phần không thích. Chỉ chia làm 3 thôi, không thể chia khác hơn, phải không ạ? Và việc gì xảy ra thưa quý vị khi chúng ta lọt vào trong những cái thích, không thích và vừa thích vừa không thích? Nếu tri kiến chúng ta mà lọt vào trong cái vòng đó thì chuyện gì xảy ra? Đức Thế Tôn nói rằng là chúng ta hãy suy xét, hãy phân tích một chút, thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu như ai cho rằng tất cả đều làm cho tôi thích thú, tri kiến người này khởi lên suy nghĩ như vậy, thì những cái loại tri kiến đó nó gần với tham dục, nó gần với triền phược, nó gần với hoang lạc, nó gần với đắm trước, nó sẽ gần với một loại chấp thủ. Gần thôi nha. Rồi nếu như có người cho rằng là tất cả đều không làm cho tôi thích thú, thì tâm của người ấy sẽ có xu hướng rằng là nó không gần với tham dục, không gần với triền phược, không gần với hoan lạc, không gần với chấp thủ. Khi Phật nói tới đây thì Trường Trảo nghe khoái chí, tức là ông được vào cái loại là không gần với tham dục, không gần với chấp thủ, không gần với hoang lạc, với đám trước. Cho nên lúc bây giờ ông mới chen vô lời của Phật, và ông nói rằng là tôn giả Gotama tán dương quan điểm của tôi. Tôn giả Gotama hết sức tán dương quan điểm của tôi. Ông nói như vậy thì ông tán dương vừa xong thì Phật mới nói tiếp: này Trường Trảo, đối với hạng thứ 3, nếu như có ai mà có tri kiến rằng là một phần làm cho tôi thích thú và một phần không làm cho tôi thích thú, nếu như những người nào như vậy thì chúng ta hãy suy xét cái gì ở trong tri kiến này làm cho họ thích thú, thì cái đó nó sẽ gần với tham dục.
nó gần với triền phước, nó gần với đấm trước và chấp thủ. Còn ở trong tâm của người đó, cái gì mà không làm cho họ thích thú thì cái trong trạng thái đó là trạng thái mà tâm của họ không gần với tham dục, không gần với triền cái, không gần với chấp thủ. Đó là trường hợp thứ ba. Như vậy thì trường hợp thứ ba này là người này lộn xộn, tức là lúc ấy thì gần, lúc thì không gần, phải vậy không này? Tại vì anh có hai mà, anh thích thì lúc đó anh gần, còn anh không thích ấy thì anh không gần, nó chỉ vậy thôi. Rồi chúng ta thấy Thế Tôn dẫn dắt phân tích để chúng ta suy nghĩ về mình, những cái gì mà mình thích thú, những cái gì mình không thích thú là cái dạng của chúng ta này. Chúng ta đây là hạng người mà có thứ thì mình thích, có thứ mình không thích, đúng không? Chứ không, mình không dạng cực đoan này, tất cả đều làm cho tôi thích, là tôi thích đủ thứ như vậy thì thôi. Còn tất cả là không làm cho tôi thích gì cả, tôi chẳng thích cái gì. Nhưng mà thì hai trạng thái này đều cực đoan, thấy không ạ? Còn chúng ta thì trung dung, tức là có những thứ chúng ta thích, có những thứ chúng ta không thích. Và chúng ta hãy xem như vậy thì mình thích cái loại tri kiến đó, và ở trong trạng thái thích đó, tức là tâm chúng ta đang gần với triền phược, chấp thủ tham dục. Còn nếu như tâm chúng ta mà không thích cái gì đó thì cái đó có xu hướng là không có gần với tham dục, chấp thủ với loại tri kiến đó. Được chưa? Thầy mô tả vậy quá rõ rồi phải không? Vậy thì thưa quý vị á, nếu như chúng ta rơi vào một trong ba trường hợp đó thì chuyện gì xảy ra cho cuộc sống xung quanh của chúng ta? Nếu như ai cho rằng là tất cả đều làm cho tôi thích thú, bởi vì sao? Bởi vì tôi thấy thế giới này cực kỳ xinh đẹp, mặc dù mọi người đang khốn khổ nhưng ngàn đời tôi vẫn yêu thế giới này, cho nên thế giới này cái gì tôi cũng thích thú. Và như vậy thì người này á, họ sẽ dẫn tới một cái suy nghĩ là suy nghĩ của ta, hiểu biết của ta, nhận thức của ta như vậy là một nhận thức hoàn hảo. Và trong tâm chúng ta lúc bây giờ nó sẽ phát triển lên trở thành một dạng là chấp trước vào ở trong tri kiến đó. Và một khi mà tâm đã chấp trước vào một dạng tri kiến thì tất cả những cái gì khác với nó sẽ xem là gì? Là cái điều vớ vẩn, cái điều không hoàn hảo, cái điều mà hư vọng, không có đúng đắn. Đúng vậy không ạ? Khi chúng ta đồng tình với một cái quan niệm rồi, chúng ta say đắm mà chúng ta tôn thờ cái quan niệm đó rồi, thì tất cả những cái quan điểm khác bắt đầu chúng ta mới thể hiện cái thái độ là coi thường, coi khinh và không chấp nhận họ, bởi vì xem họ là cực đoan, họ tầm thường, chỉ có mình là hoàn hảo. Và như vậy chuyện gì xảy ra cho chúng ta tiếp theo? Đó là ở trong mắt chúng ta sẽ xuất hiện hai cái đối tượng gọi là thù nghịch. Đó là những ai mà không thích thú cái gì là thù nghịch với chúng ta, trái nghịch với chúng ta. Còn cái hạng ba phải phân dân kia cũng là trái nghịch với chúng ta, bởi vì chúng ta thích tất cả mà họ không như mình, thành ra do vậy mà mình coi thường họ. Mà một khi mà có cái sự phân biệt như vậy, có cái trạng thái thù nghịch như vậy, thì nó sẽ có cái xu hướng gì? Nó sẽ có cái xu hướng là đối nghịch, tranh luận. Gặp nhau là sẽ tranh luận, gặp nhau là sẽ biện bác, sẽ thuyết phục. Rồi bắt đầu á, có cái trạng thái như vậy thì ở trong tâm chúng ta sẽ có chuyện gì xảy ra? Sẽ có cái sự bực bội khi gặp phải những người mà không đồng quan điểm với mình, đúng nghe không? Và khi tâm chúng ta đã xuất hiện như vậy thì lúc bây giờ chúng ta nếu như ai mà có khả năng muốn tu tập, ai mà có cái tâm bồ đề muốn giải thoát, thì người ấy họ sẽ suy nghĩ rằng á, là tất cả những cái sự tranh luận thù nghịch đối đầu như vậy á, nó không tốt chút nào, cho nên á, chúng ta nên bỏ nó đi. Bỏ đi thì chúng ta đừng có sinh một cái tri kiến gì khác, thì mọi thứ nó sẽ tự nhiên tự tại. Và do vậy cho nên người này họ thoát ra khỏi cái tri kiến là
là thù nghịch. Tương tự cũng như vậy, nếu như có một người nào đó họ nêu ra một học thuyết, một chân lý sống rằng là tôi chẳng có gì thích thú, thì ở trong tâm của họ, ai đồng quan điểm với họ, họ sẽ thích thú. Còn nếu như có người kia nói tôi thích tất cả, ngược với anh, thì người đó là cái người không cùng phe với mình. Hoặc là có người là hàng hai, có thứ tôi thích, có thứ tôi không thích. Thì cái loại này á, là mình xem ra loại ba phải, hoặc là thích hoặc là không, tại sao lương chừng như vậy à, thì coi như là gì, là cũng ba phải, nó đều rơi vào cực đoan, phải không? Thì lúc bây giờ sẽ có thù nghịch, sẽ có đối đầu, sẽ có tranh luận. Và một khi trong tâm chúng ta mà thấy có thù nghịch, có đối đầu, có tranh luận như vậy, nó có mệt hay không? Và khi nó mệt như vậy, chúng ta không muốn, chúng ta không muốn nó bực mình nữa, không muốn khó chịu nữa. Cho nên chúng ta bỏ cái tri kiến rằng là không có gì thích thú đó đi, và chúng ta cũng chẳng có vướng chấp vào một loại nào khác. Thì lúc đó tâm chúng ta sẽ an lành tự tại, giống như khúc gỗ trôi giữa dòng, không có mắc bên này, không dính bên kia. Nhưng mà bây giờ lại rơi vào cái trường hợp thứ ba, là có thứ tôi thích, có thứ tôi không thích. Đây là một thực tế trong cuộc sống của chúng ta. Tại vì đâu phải chúng ta cái gì cũng thích, phải không? Đâu phải rằng ngày nào chúng ta chán hết tất cả. Có món chúng ta thích, có món chúng ta không thích là chuyện tự nhiên. Nhưng mà nếu chúng ta gặp phải một người tôi chẳng thích cái gì cả, thì người đó có phải đối nghịch với mình không? Hoặc là mình thấy rằng là trên đời này thật sự là đa dạng, và có những thứ mình thích, có những thứ mình không thích là chuyện bình thường. Mình có suy nghĩ này, mà mình gặp phải một cái người mà cái gì cũng thích hết, thì mình sẽ nói rằng là cái người đó sao thao quá vậy, họ là đối nghịch với chúng ta, đúng vậy không hả? Như vậy ở trong tâm chúng ta đã xuất hiện là hai cái gì, hai đối thủ, hai cái trường hợp đối nghịch, và khi gặp họ chắc chắn trong tâm chúng ta có sự tranh luận à, có, mà một khi có tranh luận, có đối kháng, thì trong đó có phiền não, có sân giận, khó chịu. Nếu như chúng ta nhàm chán cái trạng thái này thì chúng ta nên từ bỏ. Tại sao mà mình phải là bỏ người này lấy người kia? Tại sao phải buộc mọi người theo mình? Cho nên tâm chúng ta lúc bây giờ nó sẽ ở trong trạng thái quân bình, không chấp trước à, như vậy là chúng ta sẽ giải thoát nha. Rồi đối với trường hợp mà như vậy thì thưa quý vị, những cái trường hợp như vậy diễn ra, lúc đó Đức Thế Tôn mới nói rằng như vậy thì cho dầu chúng ta ai có cái tri kiến của người đó đều bị dính mắc ở trong tri kiến đó. Chúng ta liên tưởng tới một câu tán ở đầu các khóa lễ là giải thoát tri kiến hương. À, giải thoát tri kiến hương. Điều này nói ra rất dễ chứ mà thực hiện khó muôn vàng. Xu hướng của chúng ta bảo tồn bản ngã. Cái gì mà thuận theo ý của mình là mình sẽ giữ gìn nó, mình sẽ tôn vinh nó, mình sẽ làm cho nó duy trì tồn tại lâu hơn. Còn cái gì nghịch với mình là mình tìm cách triệt phá và chống đối. Tâm của mình không có chịu đi theo pháp, chỉ có đi theo ý thích của mình hay thôi, thì không bao giờ mình tu tập giác ngộ được. Tiếp theo nữa, thưa liệu quý vị, lúc đó Thế Tôn mới nói như sau. Thế thì hãy nhìn lại trong cuộc sống của chúng ta thực tế, cho dầu mình thích hay không thích đi nữa, hoặc là nửa thích nửa không đi nữa, thì chúng ta vẫn đang tồn tại với xác thân này. Mà xác thân của chúng ta nó được hình thành từ bốn đại do cha mẹ sinh ra, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng. Bản chất của nó là vật vô thường biến hoại, bệnh hoạn phiền toái, đến một lúc nào đó cũng bị hóa diệt. Như vậy thì chúng ta phải nhận thức thực tế đang diễn ra, đó là vạn vật vô thường. Mà vô thường nó sẽ mang theo mình một đặc tính là bức bách,
khổ não. Nó như là bệnh không có an. Nó như là một cái cục bướu mà chưa giải phẫu. Chỉ khi nào chứng niết bàn mới giải phẫu được cái cục bướu sinh tử này. Nó như là một cái mũi tên ghim vào tâm của chúng ta, làm chúng ta đau nhức triền miên từ kiếp này sang kiếp khác. Chúng ta thấy nó như là một cái loại bệnh hoạn ở trong kiếp luân hồi. Có thân thì có sinh già bệnh chết, ưu bi khổ não. Nó như là một loại bệnh mà khi nào chúng ta bước lên con đường bất tử ra khỏi luân hồi thì chúng ta mới chữa lành được nó. Nó như là gì? Nó như là cái địch của chúng ta. Tại vì tự tâm chúng ta thường hằng thanh tịnh, nhưng giờ đây phải chôn vùi ở trong cái thân này. Và gì? Và tri kiến điên đảo bao nhiêu việc diễn ra xung quanh. Bản chất của nó là vô ngã, bởi vì nó luôn biến hoại, không có cái gì trường tồn bất biến. Và khi chúng ta quán sát như vậy, chúng ta quán sát như vậy rõ ràng rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả đều là không, là gì? Là vô ngã. Mà một khi đã thấy rằng không vô ngã, thời chúng ta nhận thức thân của mình nó là huyễn, thành ra cái dục ham muốn về thân, rồi cái dục ham muốn về ái, hay là tất cả những cái thứ mà ái nhiễm từ thân này á, nó sẽ bị đoạn diệt. Và lưu thưa quý vị, lúc đó Thế Tôn mới nói như sau: này trường trảo, có ba cái loại thọ diễn ra ở trong quá trình đó. Đó là thọ lạc, thọ khổ và thọ phi khổ phi lạc. Nếu như ở trong tâm chúng ta mà cảm nhận cái thọ khổ thì sao? Thì chúng ta sẽ không có cảm thọ lạc và thọ phi khổ phi lạc. Bởi vì chúng ta chỉ có cảm nhận được một loại mà thôi. Khi chúng ta cảm nhận được một loại như vậy ấy, thì chúng ta biết rằng ấy, nó sẽ gây hại cho tâm của chúng ta ở chỗ nào. Đó là chúng ta loại trừ hai cái kia, và cái anh này á, chúng ta dính mắc ở trong thọ khổ. Còn nếu như mà chúng ta rơi vào trong cái thọ lạc thì sao? Thì tâm chúng ta lúc bây giờ nó sẽ không thọ khổ và cũng không thọ phi khổ phi lạc. Tương tự cũng vậy, nếu như nó thọ phi khổ phi lạc thì nó sẽ không thọ lạc và thọ khổ. Đó là ba cái loại cảm thọ như vậy sẽ diễn ra ở trong tâm của chúng ta. Hãy quán chiếu xem ngay giây phút này, chúng ta đang thọ lạc, thọ khổ hay là thọ phi khổ phi lạc. Bởi vì khi chúng ta thọ cái gì thì chúng ta sẽ bị dính mắc vào ở trong cái đó. Chúng ta thọ khổ nó sẽ khởi sân, thọ lạc nó sẽ khởi tham, thọ phi khổ phi lạc nó sẽ sinh ra trạng thái nhàm chán. Và ở trong đó đều là biến hóa của ái nhiễm. Cho nên giờ đây dùng trí tuệ mà quán sát, thấy rằng á, thọ kia nó là vô thường. Bởi vì cái thọ đó dựa vào kinh tiếp xúc với trần, cho nên á, kinh trần đã vô thường thì thọ làm sao mà thường còn. Thành ra là cái thọ đó cũng vô thường. Nó là pháp hữu vi do duyên sanh, và cuối cùng nó sẽ bị đoạn diệt, nó sẽ bị suy tàn, sẽ bị tiêu hủy. Đúng vậy không? Và tương tự cũng như vậy, nếu như mà chúng ta thọ khổ mà biết rằng khổ nó là vô thường, không có ai khổ mãi. Cái khổ đó mình tưởng tượng như vậy thôi, nhưng thực ra không phải rằng chúng ta khổ suốt đời. Có những giây phút chúng ta thọ lạc, có những giây phút chúng ta thọ phi khổ phi lạc, cho nên mình cảm thấy buồn chán. Bởi vì nó là pháp hữu vi. Pháp hữu vi là cái pháp mà do duyên sanh. Duyên như vậy, nó sinh như vậy, do duyên sanh như vậy, cho nên cuối cùng nó sẽ bị đoạn diệt, nó sẽ bị hủy hoại, sẽ bị suy tàn, sẽ bị tiêu diệt. Và tương tự, nếu trong tâm chúng ta mà nó thọ phi khổ phi lạc thì sao? Biết rằng bản chất của nó cũng là pháp hữu vi vô thường, và cuối cùng sẽ bị hoại diệt. Khi tâm chúng ta nhận thức như vậy, nó sẽ sinh ra một trạng thái là yểm ly, viễn ly, khổ, lạc và phi khổ, phi lạc. Sẽ sinh ra một loại trí tuệ,
Trí tuệ này là trí tuệ viễn ly. Mà khi mà trí tuệ viễn ly như vậy thì chúng ta sẽ rời bỏ lạc, khổ và phi khổ phi lạc. Bởi vì nó vô thường, nó như huyễn, nó hữu vi, tại sao chúng ta phải bám chấp cho nó? Thành ra do vậy chúng ta có nhận thức rời bỏ nó. Và nhận thức này đã hình thành ở trong tâm chúng ta thì lúc ấy chúng ta mới thật sự là gì? Là không có tham dục. Mà do không có tham dục cho nên chúng ta được giải thoát dục tham. Đúng vậy không? Mà khi tâm chúng ta đã được giải thoát dục tham rồi thì lúc bây giờ tự thân của chúng ta sẽ khởi lên ý nghĩ rằng là sanh đã diệt phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong và đời sau không còn tái sanh nữa. Thưa quý vị, lúc đó chúng ta nghĩ như thế nào? Lúc đó vị này sẽ có một cuộc sống hết sức là khác. Đó là không nói thuận theo một ai, không tranh luận với một ai, chỉ nói thuận theo từ ngữ được dùng ở đời, không có chấp thủ từ ngữ ấy. Đây là cái phép hành xử của những vị A-la-hán. Không nói thuận theo một ai nghĩa là gì? Tức là không thuận theo kiến chấp của họ. Cũng vậy, cũng không có tranh luận với ai, tức là gặp cái gì? Cái suy nghĩ nghịch với thuận lý giải thoát, chúng ta cũng chẳng có khởi tâm tranh luận. Mà vị này á sẽ nói những cái chữ thế gian đang nói. Các ngài dùng những cái chữ đó để các ngài miêu tả tiến trình giải thoát. Đây gọi là như lý tác ý, như lý mà mô tả thật tướng của các pháp. Mô tả thì mô tả, nhưng không bận lòng rằng ngôn từ mô tả là gì. Cho nên tự tâm vị ấy cũng giải thoát luôn tất cả những từ mà các vị mô tả. Chúng ta học kinh phải thấy điều này. Không cho rằng cái gì không có nằm ở trong kinh Trung Bộ không phải Phật nói. Không phải cho rằng những gì không được nói ở trong Nam truyền thì đều là gì? Là lai tạp, không phải chân lý giải thoát. Hiểu như vậy là hiểu sai lời của Phật. Một vị giải thoát họ không bận tâm điều này. Thế gian dùng ngôn ngữ như vậy, họ nói như vậy, họ không bị ai thuyết phục họ nói, họ cũng không có nói lời chống trái với ai, họ nói lời tuyên bố chân lý như thật. Đây là cương lĩnh, đây là đời sống giải thoát của một vị A-la-hán. Chúng ta thấy tuyệt vời không? Chúng ta học điều này không có dễ dàng chút nào. Chúng ta nói vì sợ, vì tham, hay là vì gì? Vì kính trọng, hay là vì gì? Vì tức giận, đều sai hết. Và thưa quý vị, lúc đó tôn giả Xá Lợi Phất đứng ở sau lưng Phật, quạt hầu Phật. Trong tâm của ngài khởi lên ý nghĩ như sau: Thế Tôn đã thuyết cho chúng ta sự đoạn diệt các pháp ấy nhờ thánh trí. Đức Thiện Thệ đã thuyết cho chúng ta sự từ bỏ các pháp ấy nhờ thánh trí. Khi tôn giả nghĩ như vậy, tâm của tôn giả được giải thoát tất cả các lậu hoặc, không còn chấp thủ. Tuyệt vời không thưa quý vị? Còn ngoại đạo Trường Trảo thì sao? Ông thành tựu pháp nhãn ly trần vô cấu nên khởi lên suy nghĩ rằng phàm cái gì được khởi lên, tất cả pháp ấy đều được đoạn diệt. Và ông chứng được á, ông chứng ngộ được á, là thở tánh tự nhiên của các pháp, tất cả những nghi ngờ đều bị tiêu diệt, do dự diệt tận. Ông chứng được tính không y cứ nơi khác đối với đạo pháp của Đức Bổn Sư, tức là ông tin tuyệt đối vào ở trong giáo pháp của Đức Bổn Sư. Chúng ta liên tưởng một chút, chúng ta thấy vị ngoại đạo Trường Trảo đến nêu ra một quan điểm sống của ông, đó là không có gì thích thú. Đúng vậy không?
và Thế Tôn khéo hỏi: vậy thì ông có thích cái tri kiến không có gì thích thú đó hay không? Công Bình ông nói thẳng liền: nếu như có tri kiến không có gì thích thú thì tôi cũng như vậy, tôi cũng như vậy. Thế là ông đã thích với cái tư duy, với suy nghĩ không có gì thích thú đó rồi. Và lúc đó Đức Thế Tôn của chúng ta chia ra ba trường hợp để chúng ta thấy. Trên thế gian này có ba loại tri kiến. Hai loại tri kiến cực đoan. Đó là gì? Đó là tất cả tôi chẳng thích gì cả, không có gì làm cho tôi thích thú. Còn cũng có người cực đoan là tôi lại thích tất cả. Còn cái hạng trung dung thì sao? Trung dung cũng chưa hẳn là tốt nhé. Đừng cho rằng là mình không cực đoan là mình trung dung, tức là có những thứ mình thích, có những thứ mình không thích. Chúng ta thì có lẽ rằng thuộc loại này. Và chúng ta cứ nghĩ rằng đó là một cái đời sống bình thường ha. Nhưng mà không, ở trong tâm chúng ta lúc bây giờ đã tạo ra tự ngã, cho rằng là mình có những thứ mình thích, có những thứ mình không thích. Thì cái đối tượng nào, ai đó mà thích tất cả hoặc là không thích tất cả, họ là đối thủ của chúng ta, họ khác của chúng ta. Nó sẽ có sự tranh luận này. Và suy cho cùng, ở trong tâm chúng ta lúc bây giờ rất là lẫn lộn. Có những thứ mình thích thì tâm của mình lúc ấy gần với tham, gần với triền phước, gần với chấp thủ. Rồi có những thứ mình không thích thì mình lại gần với cái gì? Mình gần với không tham, gần với không triền phước, không chấp thủ. Mình cứ đi qua rồi mình đi lại. Chân tướng trong tâm mình lúc bây giờ hiện ra rõ ràng như vậy. Nhưng thưa quý vị, trên thực tế diễn ra, chúng ta đang mang một cái thân tứ đại phàm phu, nương vào tinh cha huyết mẹ ra đời, nương vào cơm gạo quần áo thuốc thang để tồn tại. Nó là một cái vật cuối cùng sẽ bị hủy hoại. Tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường, bản chất nó như mộng huyễn bào ảnh. Nếu như chúng ta quán chiếu như vậy thì chúng ta sẽ được giác ngộ giải thoát. Còn nếu như chúng ta để cho những cái gì mình thích, không thích hoặc là vừa thích vừa không lôi cuốn thì nó sẽ tạo ra ba loại cảm thọ khác biệt ở trong tâm chúng ta. Cái gì mình thích, tâm mình lúc ấy sẽ thọ lạc. Cái gì mình không ưa, tâm mình lúc ấy sẽ thọ khổ. Cái gì mà phi khổ phi lạc, tâm chúng ta sẽ rơi vào trạng thái buồn chán tẻ nhạt. Khi buồn chán tẻ nhạt, chúng ta có xu hướng hướng về lòng tham, cho nên đi tìm kiếm niềm vui. Nếu như tìm kiếm niềm vui, điều nào diễn ra như ý, chúng ta sẽ rơi vào thọ lạc. Nhưng không lúc nào cũng như ý, thành ra chúng ta lại bực bội thọ khổ. Thọ lạc, thọ khổ và thọ buồn chán, nó cứ như thế tái diễn mãi trong tâm chúng ta. Chúng ta không thấy mệt mỏi hay sao? Nếu như mình thấy mình mệt mỏi rồi thì mình sinh tâm viễn ly. Sinh tâm viễn ly là không trú ở trong lạc, không trú ở trong khổ và cũng chẳng trú ở trong buồn chán, mà dùng thánh trí để phân tích trần tướng của nó. Nó là pháp hữu vi, cấu trúc tồn tại do duyên khởi hình thành. Khi nhận ra nó như vậy, tâm chúng ta sẽ sống ở trong thánh trí. Và lúc đó bắt đầu chúng ta giải thoát. Chúng ta có sự giải thoát. Và nếu như sự giải thoát này được duy trì, được thực tập, được nhận thức, được chiêm nghiệm sâu sắc chừng nào, thì tuệ giải thoát chúng ta nó sẽ sinh ra màu nhiệm chừng đó. Và tới khi nào chúng ta thấy không có cái gì tồn tại trước mắt của chúng ta nữa, mà tất cả chỉ là cái tri kiến phàm tình mà thôi, thì lúc đó chúng ta được gọi là những gì cần làm đã làm xong. Nhưng chúng ta cũng không phải rằng từ bỏ thế gian này nhảy lên một cõi trời nào đó để mà sống. Chúng ta vẫn bình thường với mọi người. Mỗi người nói như vậy,
Mình cũng dùng cái ngôn ngữ của loài người mà nói, nhưng mà chúng ta không có nói theo bởi sự thuyết phục hoặc đe dọa, mà chúng ta cũng không có nói nghịch vì sân giận trong trái. Chúng ta thấy pháp như vậy đưa đến thanh tịnh thì chúng ta cần phải làm theo, làm theo pháp, nhưng cũng chẳng có bận lòng những gì chúng ta làm. Tâm chúng ta lúc bây giờ thông dong tự tại như gió qua nhà trống, có phải như vậy không thưa quý vị? Lúc đó chúng ta đạt được một cái sự giải thoát. Và rõ ràng ở đây chúng ta rút ra bài học, đó là thánh trí, đó là sự giải thoát. Nhờ thánh trí mà vượt thoát tất cả những điều mình thích hoặc là không thích. Và tôn giả Xá Lợi Phất đắc được pháp nhãn tình, không còn sự chấp thủ. Chúng ta hiểu một vị đại trí nghe Phật nói pháp với ngoại đạo mà thôi, đứng sau lưng hoặc hầu có thể lãnh hội được chân lý. Còn căn cơ chấp thủ thấp kém hơn, trường trảo thì ông cũng đắc được cái niềm tin tuyệt đối vào ở trong giáo pháp của Phật. Cho nên tâm của ông lúc bây giờ khởi lên một cái niềm tự tại. Và ông nói rằng như người dựng đứng lại những gì bị quăng xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ bị lạc hướng, đem ánh sáng vào trong bóng tối cho những ai có mắt có thể thấy được sắc. Lời tán thán này rất hay thưa quý vị. Chúng ta đọc quen miệng không để ý, nhưng chiêm nghiệm một chút mà xem. Chúng ta tắm mình ở trong giáo pháp của Phật, sự tắm này nó mới thực sự đưa đến mát mẻ tuyệt diệu. Không có tắm ở bất cứ nguồn sông nào, nước nào mà giúp chúng ta mát mẻ đâu. Và chúng ta ở trong giáo pháp mới như là những người bị quen xuống được dựng đứng lại. Dựng đứng cái gì? Dựng đứng nhân cách rực sáng của chúng ta, chứ không còn bị quen xuống cái hố hầm của gì? Của sanh tử luân hồi nữa. Và chúng ta được ở trong giáo pháp như là được sự chỉ dẫn. Và ai nương vào ở trong giáo pháp như là nương vào kim chỉ nam ở trong cuộc đời. Và giáo pháp của Phật khai sáng tuệ nhãn cho chúng ta, để chúng ta không còn nhận thức lầm lạc nữa. Như vậy thì đây là loại giáo pháp đáng để chúng ta y cứ hay không? Phân tích bài học cho cá nhân, sau này đừng cho rằng những điều mình thích mình ráng say đắm và sống với nó, nó cũng là một loại chấp thủ và có xu hướng đối kháng với những gì còn lại. Hoặc là những gì mình không thích thì mình khước từ bỏ đi, nó cũng có xu hướng đối kháng với những cái gì còn lại. Trong tâm chúng ta nhân ngã còn nguyên, nhưng khổ thay chúng ta cứ quanh quẩn với những trạng thái này. Và nếu như chúng ta ở trong giáo pháp của Phật nhận ra dạng pháp hữu vi, vô thường biến hoại, cuối cùng cũng như huyễn, thì lúc bây giờ chúng ta thành tựu thù thắng, trí tuệ thù thắng, nhận thức tính vô ngã của các pháp. Thành lúc đó chúng ta cũng thành tựu gì? Thành tựu pháp nhãn tình. Ngoại đạo trường trảo lúc bây giờ sau khi đã lắng nghe như vậy rồi, ông phát nguyện: con quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỳ kheo, và xin ngài hãy nhận cho con làm cư sĩ từ nay cho đến khi mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Đây chính là một nội dung chẳng có gì thích thú, nhưng mà chúng ta lại thực sự thích thú vô cùng, phải không thưa quý vị? Chúng ta dừng ngang đây. Cảm ơn các vị đã lắng nghe. Nguyện đem công đức này thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường,
lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời.